bán cây trà lựu điểm tuyết nha bạn nhá. Cái trà lựu này thoát thân được một đoạn khoảng tầm trên 5 cm, tổng chiều cao của cây là 1 2 3 được khoảng tầm hơn 60 cm ạ. Cây rất là đẹp, thoát thân. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trà lựu điểm tuyết này thì liên hệ thật sớm nhá. Ngoài cái cây thoát thân đấy thì nhà mình còn có một cái cây như này nữa. Nó cũng có độ thoát được khoảng tầm 3 cm ạ. Chiều cao của cây là 1 2 3 cũng được gần 60 cm và tán như thế này. Các bạn có nhu cầu mua một trong hai hoặc cả hai cái cây trà lựu điểm tuyết này thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé bạn nhá.